Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin EVN và Bộ Công Thương mục rỗng, tổng vớt tép riu thả cá gộc. Từ khi Bộ Công Thương được thành lập, từ việc hợp nhất Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại cho đến nay, chỉ trải qua 3 đời bộ trưởng. Chủ trương hợp nhất này được ông Nguyễn Tấn Dũng đề xuất vào năm 2007 và giữ tên từ đó cho đến nay. Theo nhận xét của một số người thạo tin, thì ông Nguyễn Tấn Dũng cho hợp nhất hai bộ này là để quy về một mối. Nơi đây nắm rất nhiều doanh nghiệp lớn của nhà nước. Đây là bước đệm để ông Dũng lập ra các đại doanh nghiệp và các tập đoàn của nhà nước với tham vọng sẽ tạo thành các chimbol, giống như ở Hàn Quốc vậy. Tuy nhiên, chẳng có chimbol nào được thành lập nên cả, mà chỉ có các ổ tham nhũng lớn sau đó đổ bể, làm tan nát nền kinh tế của đất nước. EVN, một ổ tiêu cực của Bộ Công Thương. Bắt đầu từ bộ trưởng đầu tiên là ông Vũ Huy Hoàng, kế đến là ông Trần Tuấn Anh và hiện nay là ông Nguyễn Hồng Diên. Không ông nào được đánh giá là có năng lực cả. Cho đến nay chỉ mới có ông Vũ Huy Hoàng là bị truy tố, còn ông Trần Tuấn Anh thì vẫn an toàn ở ghế trưởng ban kinh tế trung ương và Nguyễn Hồng Diên thì hiện nay đang điều hành Bộ Công Thương một cách hết sức tệ hại. Hậu những quả đấm thép là việc tái cơ cấu 12 tổng công ty và tập đoàn nhà nước, dù vậy cho đến nay những doanh nghiệp này vẫn tiếp tục thua lỗ triền miên và ngân sách quốc gia phải bù lỗ rất nhiều. Đây chính là tiền thuế của người dân Việt Nam. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, sự thua lỗ của tập đoàn nhà nước là do sự yếu kém trong quản lý của chính quyền Đảng Cộng sản. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Điều nguy hiểm hơn là những mưu đồ bên trong những kết quả làm ăn thua lỗ đó. Được biết, làm ăn thua lỗ như là một cách để mà doanh nghiệp nhà nước làm mình làm mẩy, đòi cơ chế riêng. Tuy nhiên, sau khi cơ chế được ban ra thì kết quả làm ăn của doanh nghiệp vẫn không khá hơn, bởi những thuận lợi từ cơ chế đã được gắn vào dòng, chảy vào túi quan chức ảo ạt tiền của, và kết quả là doanh nghiệp lại tiếp tục than lỗ để đòi cơ chế lớn hơn. Thói đòi hỏi như con nghiện này là một hành vi phá hoại nền kinh tế của đất nước Việt Nam với hàng trăm triệu người dân. Tuy nhiên, vì quyền lợi liên quan nên nhà nước cho đến nay, doanh nghiệp tạo thành một hệ thống bao che lẫn nhau. Cho bắt tép riu nhưng vẫn chưa đả động gì đến Dương Quang Thành. Điển hình là trò làm ăn thua lỗ để đòi chính sách EVN. Đây là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương và đang là một cản lực lớn cho Việt Nam chuyển đổi xanh. Việc chậm chuyển đổi xanh là bởi lợi ích nhóm lấn át lợi ích quốc gia. Lợi ích nhóm giữa EVN và Nhật Điện Than đang cộng sinh bao lâu nay và hiện giờ vẫn đang duy trì tốt khả năng đút túi riêng. Bất kỳ ai có ý đồ bóc phốt EVN thì cũng bị Bộ Công an cho bắt vào tù. Vụ bắt bà Ngô Thị Tố Nhiên mới đây là một ví dụ như thế. Việc làm này của EVN đã làm cho nền kinh tế của Việt Nam mất đi cơ hội rất lớn. Bởi những thị trường lớn như Mỹ và châu Âu, Nhật Bản càng về sau sẽ càng có những đòi hỏi rất nghiêm ngặt về tiêu chuẩn xanh. Khi tiêu chuẩn được nâng hạng, thì lúc đó hàng hóa Việt Nam sẽ bị đào thải ngày càng nhiều hơn. Họ sẽ không nhập hàng từ Việt Nam nữa, vì chưa đạt điều kiện tiêu chuẩn xanh. Minh chứng rõ nét nhất chính là ngành dệt may của Việt Nam hiện nay, ngày thêm điêu đứng, không còn đơn hàng. Ông Trần Tuấn Anh vẫn đang an toàn bên cạnh ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Mới đây, hãng chip Intel của Mỹ cho biết họ không đầu tư mở rộng vào Việt Nam vì nguồn điện không ổn định. Đây là một mất mát rất lớn đối với nền kinh tế của Việt Nam, một cơ hội vô cùng lớn để tiếp cận với công nghệ bán dẫn của Mỹ. Tuy nhiên, Việt Nam đã bể tuột mất. Hiện nay, ông Tô Lâm đang cho bắt giữ rất nhiều nhân vật của EVN và Bộ Công Thương. Tuy nhiên, đó chỉ là những nhân vật tép riu, chứ chưa phải là cá gộc. Dương Quang Thành, cựu chủ tịch EVN còn đó, Trần Tuấn Anh, cựu bộ trưởng Bộ Công Thương vẫn còn đó. Mà cho dù có bắt cá gộc nhưng không cải tổ hệ thống, vẫn duy trì bộ máy đấy, cơ chế đấy, thậm chí vẫn là những nhóm lợi ích đấy thì ông Tổng cũng không làm gì được để khiến cho các tập đoàn nhà nước và Bộ Công Thương khá lên được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin EVN và Bộ Công Thương mục rỗng, ông Tổng vớt tép riu, thả cá gộc.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Truyền nhân của Quét Còi là ai? Đệ tử chân truyền còn cao thủ hơn cả sư phụ. Trước khi Trịnh Văn Quyết bị bắt, thì ông này được xã hội xem là một doanh nhân thành đạt, đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, sau khi bị bắt và điều tra thì mới vỡ lẽ ra rằng Trịnh Văn Quyết là một siêu lừa trên thị trường chứng khoán. Ngoài hành động lùa gà úp sọt các nhà đầu tư với số vốn lên đến 500 tỷ đồng, thì ông này còn nổi tiếng với chiêu trò phù phép một công ty trong hệ sinh thái FEC tăng vốn điều lệ lên gấp 3.000 lần. Trò lừa đảo chấn động của ông Trịnh Văn Quyết. Được biết, công ty cổ phần xây dựng FEC Pharos khi mới thành lập vốn chỉ có 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong vòng chưa tới 2 năm sau đó, từ năm 2014 đến năm 2016, ông Quyết đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên tới 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của FEC Pharos. Mức vốn điều lệ được nâng khống này khoảng gấp 3.000 lần giá trị thật. Thủ tục nâng khống vốn điều lệ rồi đưa lên sàn để hốt tiền của nhà đầu tư tội nghiệp. Ông Trịnh Văn Quyết làm được thì người khác cũng làm. Đấy là ai? Theo thông tin chúng tôi có được thì có một người tên là Tuấn, chủ tịch tập đoàn có tên tiếng Anh, được dịch sang tiếng Việt là Tập đoàn Ánh sáng Mặt trời. Ông này cũng đang thực hiện việc nâng khống vốn điều lệ theo cách mà Trịnh Văn Quyết đã làm. Để làm được điều này, ông Tuấn đưa lên sàn 4 công ty rồi tiến hành tăng vốn ảo. Cách bơm vốn rồi vút vốn ra hoặc tăng khoản thu giống y hệt như Trịnh Văn Quyết. Ông Tuấn cho vẽ ra các hợp đồng tài chính dưới dạng vay mượn với các công ty trong hệ sinh thái của chính mình. Những công ty không lên sàn sẽ đóng vai trò kẻ lót đường, nhận các khoản vay từ những công ty đã lên sàn. Mục đích để làm cho báo cáo tài chính của những công ty trên sàn đẹp đẽ nhằm đẩy giá cổ phiếu lên cao. Những chiêu của ông Quyết làm được thì người khác cũng có thể làm. Sau khi công ty được lên sàn, ông Tuấn yêu cầu một số nhân viên đứng tên mở tài khoản rồi xoay vòng cổ phiếu để đẩy giá cổ phiếu lên. Việc bán quay vòng khép kín giữa các tài khoản có kiểm soát, mục đích là tránh bán cổ phiếu ra thị trường quá nhiều nhằm thao túng giá cổ phiếu. Sau khi thao túng làm tăng giá cổ phiếu thì lấy đó làm tài sản đảm bảo các khoản vay trong ngân hàng hoặc tài sản bảo lãnh cho trái phiếu để ông chủ tập đoàn này tiếp tục hốt tiền từ hai thị trường vốn nói trên. Điều đáng nói là trái phiếu của những công ty này thuộc loại 3-0, bao gồm không có tài sản đảm bảo, không hủy ngang, không bảo lãnh thanh toán. Đây là kẽ hở lớn của thị trường trái phiếu Việt Nam đã bị rất nhiều doanh nghiệp khai thác. Họ cứ phát hành trái phiếu thu tiền, rồi đến kỳ đáo hạn trái phiếu đa số doanh nghiệp lại xin khất nợ. Có thể tóm tắt quy trình như sau: phát hành cổ phiếu, thổi giá, rồi sau đó mang cổ phiếu đi cầm, đi phát hành trái phiếu, gọi chung là huy động vốn. Tuy nhiên, vì hoạt động kinh doanh không hiệu quả nên vốn gọi bao nhiêu rồi cũng hết. Đến lúc hết tiền thì quay lại phát hành thêm cổ phiếu. Muốn phát hành thêm cổ phiếu, cách duy nhất là định giá lại công ty, tăng giá trị công ty thông qua các khoản thu. Vậy là lại vẽ thêm các khoản vay, các hợp đồng kinh tế, hợp đồng tài chính với các công ty trong hệ sinh thái của mình. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp là nơi các cao thủ chuyên lùa gà. Dịch Covid-19 ập đến, các hoạt động kinh doanh chẳng có gì nên chẳng thể vẽ ra khoản thu nào nữa. Vòng quay tăng vốn, phát hành cổ phiếu rồi mang cầm cố không thể tiếp tục được, nên đành nghĩ ra việc lập công ty tài chính để huy động vốn với hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư. Đây lại là một hình thức lùa gà tinh vi khác. Thực chất đã có Quyết FEC thì sẽ có rất nhiều Quyết khác nổi lên, bởi gian thương học gian manh rất nhanh, và cũng bởi thị trường vốn của Việt Nam bị Đảng Cộng sản để cho quá nhiều lỗ hổng để vỗ béo những kẻ lừa đảo một cách hợp pháp. Không hiểu tại sao cho đến nay Đảng Cộng sản ở Việt Nam vẫn chưa sờ gáy ông chủ Sunshine Group,
bởi theo đánh giá của các nạn nhân thì ông còn cao thủ hơn cả Trịnh Văn Quyết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin truyền nhân của Quyết Còi là ai đây? Đệ tử chân truyền còn cao thủ hơn cả sư phụ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.